Chính thức được phát động triển khai từ tháng 7 năm 2021, chương trình tặng quà miễn phí cho người bệnh ung thư của Chiso Group đồng hành cùng Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thể hiện qua những con số ấn tượng. Sau hơn 5 tháng triển khai, Chiso Group đã đồng hành cùng Quỹ Ngày Mai Tươi Sáng trao gần 15.000 phần quà với tổng giá trị lên tới hơn 7 tỷ đồng cho bệnh nhân ung thư trên cả nước. Trong đó, hơn 13.000 suất quà tặng miễn phí cho người bệnh ung thư và gần 2.000 suất quà trao tặng cho bệnh nhân trong chương trình khám sàng lọc ung thư vú, chung tay vì người phụ nữ tôi yêu. Mỗi phần quà gồm một sản phẩm Nutrien Can thực dưỡng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam. Đây là sự hỗ trợ thiết thực giúp người bệnh ung thư tăng sức đề kháng, bổ sung dinh dưỡng lành mạnh. Với ý nghĩa tích cực và nhân văn, chương trình đã thực sự lan tỏa tới cộng đồng và được hàng loạt đơn vị truyền thông uy tín đưa tin. Sau chuỗi hoạt động ý nghĩa này, ngoài những lời cảm ơn, giá trị to lớn nhất mà Chiso Group nhận được chính là những niềm vui qua ánh mắt, nụ cười của những người bệnh khi nhận được những hỗ trợ thiết thực. Đó cũng như một lời nhắn gửi dành cho các bệnh nhân ung thư. Hãy luôn lạc quan, vui khỏe để chiến thắng những thử thách cam go, ánh sáng luôn ở phía trước. Quý vị cần hỗ trợ, vui lòng gọi tới hotline 0899 181 998 để được tư vấn miễn phí.